Bây giờ mà bảo tìm đâu ra một con Mac 15, 16 triệu mà lại phải ngon như con Mac Pro M2, thỉnh thoảng lại còn phải mạnh như Mac Pro 14 inch, thấy đâu ra nhỉ? Có đấy, Mac Mini M2 sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho mọi người. Nó tuyệt vời ở đâu? Cùng mình tìm hiểu trong video này nhá. Mình là Trường, đây là Mac One, bắt đầu thôi. Chiếc máy ra mắt cùng với bộ đôi MacBook Pro 14, 16 inch đang có rất nhiều hàng ở Mac One. Link mua hàng mình để phía bên dưới nhá. Ok, quay trở lại với video. Mọi người nhìn chiếc máy này xem, giống nó chả khác gì Mac Mini M1 cả. Mac Mini M2 vẫn giữ nguyên y hệt cái thiết kế của Mac Mini M1. Chắc hẳn là Apple rất hút máu và biết cách tối ưu dây chuyền sản xuất, làm cho một con máy nó chả khác gì cả, vẫn như thế. Nhưng mà bên trong vẫn là một cái sự thay đổi khá là đáng giá với con chip M2 ở bên trong. Con chip M2 ở bên trong năm nay cũng có một cái sự khác biệt rất nhiều. Như dòng Mac Mini M1 đời trước, chúng ta chỉ có một chiếc máy với con CPU đó là M1, không có M1 Pro, không có M1 Max. Thời điểm bây giờ chúng ta có Mac Mini M2 chạy chip M2 và chúng ta còn có một option nữa đó là Mac Mini M2 Pro chắc chắn là chạy chip M2 Pro rồi. Và mọi người biết sức mạnh của Mac Mini M2 Pro nó giống như con gì không ạ? Nó giống như con 14, 16 inch 2023. Như vậy thì cái mức giá thời điểm hiện tại của con Mac Mini 2023 này nó là 15 triệu 9 đến 16 triệu, tức là nó có lý do của nó, không phải tự nhiên nó rẻ. Đương nhiên là nó rẻ bởi vì là cái ngoại hình của nó vẫn như thế. Apple tối ưu được thì bán giá rẻ là đương nhiên đúng không? Ngoài ra như thế nữa, họ còn có một cái phân khúc khác, phân khúc cao hơn, một cái cấu hình option dùng chip M2 Pro nữa. Cái cấu hình đó mình nhớ ở Mac One giá đang nó loanh quanh khoảng 32 đến 34 triệu thì phải. 32 đến 34 triệu là một khoảng cách giá tương đối đủ so với cả một con máy M2 với một con M2 Pro. Ok, hơi lan man rồi. Chúng ta nói thêm một chút về cái bản base trước nhá. Bản base ở đây sẽ là cấu hình M2 8256. Với cái cấu hình cơ bản như thế này thì các cổng kết nối vẫn giống y hệt như là đời M1 thôi. Có cổng để cắm nguồn này, cổng cắm dây mạng, hai cổng Thunderbolt 4, một cổng HDMI đã được nâng lên 2.1 và hai cổng USB-A, một cổng cắm tai nghe 3.5. Như vậy thì vẫn giống y hệt như đời Mac Mini M1 thôi. Còn đối với bản Mac Mini M2 Pro, chúng ta sẽ thêm được là hai cổng Thunderbolt nữa, đó là tổng 4 cổng Thunderbolt 4. Đó, nói chung là nó chỉ thay đổi một chút nhẹ nhẹ so với cả con Mac Mini M1. Ngoài ra nữa, bên trong Mac Mini M2 và cả M2 Pro nó sẽ được trang bị thêm Wi-Fi 6E, một chuẩn Wi-Fi mà bây giờ trên các thiết bị mới nhất như là iPhone hay là các thiết bị 2021 vẫn chưa có. Wi-Fi 6E sẽ giúp cho tốc độ truyền tải thông tin nhanh hơn, nhưng mà nhanh hơn thế nào mình cũng không rõ nữa, bởi vì cơ bản nó không nhanh đến cái mức mà mình phải nhận ra được là sự khác biệt giữa Wi-Fi 6 và Wi-Fi 6E cả. Cùng với đó nữa, Bluetooth cũng là một cái cải tiến từ phiên bản trước đến bây giờ, đó sẽ là 5.3, một cải tiến rất lớn. Và nó cũng giống như Wi-Fi thôi, nó không khác gì nhau cả. Còn đến về hiệu năng thì vẫn giống như là các chiếc máy M1, M2 thôi. Mac Mini M2 vẫn mạnh hơn Mac Mini M1 khoảng 18-20%. Cái sức mạnh này thì chúng ta cũng có thể đong đếm được, vẫn có thể nhìn thấy qua cái việc sử dụng max hiệu năng của con Mac Mini. Tuy nhiên, Mac Mini M1 thì nó chỉ dừng lại ở Mac Mini M1 thôi. Còn Mac Mini M2, những cái cấu hình cao hơn dùng chip M2 Pro, nó sẽ tiết kiệm tiền cho người dùng khi mà mua một chiếc máy chỉ khoảng 32-34 triệu mà đã có một cái sức mạnh rất là cao từ những con máy 14, 16 inch 2023. Như thế thì Mac Mini M2 sẽ có nhiều đối tượng khách hàng hơn, từ văn phòng cho đến cả là đối tượng làm video chuyên nghiệp vẫn có thể sử dụng được Mac Mini M2. Thay vì việc lựa chọn một con Mac Studio với giá loanh quanh khoảng 49-50 triệu thì một con Mac Mini M2 là đủ cho rất nhiều đối tượng rồi. Vẫn đúng như cái tên của nó, Mac Mini M2 rất nhỏ gọn, nhẹ nhàng, có thể cầm đi mọi nơi như mọi người muốn. Chỉ cần cầm máy từ nhà, mang đến công ty, cắm lên màn hình và dùng rất nhẹ nhàng mà không phải lo là trong quá trình mang đi mang lại có bị vỡ màn hình hay không, hay là bị va đập vào đâu hay không. Một cục máy như này thì rất là bền rồi, mà nó lại còn nhỏ gọn nữa. Như mình đã nói ở trên thì Mac Mini M2 nó không cải tiến quá nhiều so với cả Mac Mini 2020. Vì thế nên cân nặng của nó cũng như thế thôi, cầm nắm cũng rất là nhẹ nhàng, mang đi mang lại rất là dễ. Chính vì thế Mac Mini bây giờ đang có một cái xu hướng, đó là người ta mua Mac Mini, người ta để màn hình, bàn phím chuột ở công ty, người ta sắm thêm một cái màn hình, bàn phím chuột ở nhà. Từ đó chỉ cần cầm một con máy này, mang từ nhà đi, xong lại mang đến công ty, để xuống và dùng. Như thế thôi, không bao giờ phải lo là đi ở đường xong rồi bắt đầu bị tai nạn hay là bị ngã, rồi làm vỡ màn hình hay gì cả. Một con máy bền bỉ như thế này, rất dễ dàng để mang đi. Một nhược điểm ở trên những dòng chip M2 mà mình thấy, thực ra không phải dòng chip M2 đâu mà cái đời chip M2 này nó như thế. Ví dụ như là con M2 chẳng hạn, mình đã từng lên một video về việc tốc độ đọc SSD của MacBook M2 chậm hơn MacBook M1. Và trên con Mac Mini này cũng thế, tốc độ đọc SSD của nó cũng chậm hơn Mac Mini 2020. Apple rất biết cách làm tiền, họ bắt người dùng phải mua lên 8512 để trải nghiệm một cái tốc độ đọc SSD nhanh hơn cho công việc xử lý tốt hơn.
Nhưng mà đừng mắc bẫy của Apple nha. Theo mình đánh giá ấy, những anh em nào mà đã mua Mac Mini 8256 thường là đối tượng văn phòng. Và cái việc sử dụng văn phòng như thế, người ta sẽ không cảm nhận được nhiều về cái việc tốc độ đọc SSD bị chậm đi đâu. Vậy nên lựa chọn Mac Mini 2023 bản Base 8256 đã là rất ổn rồi. Nếu mọi người cần nhu cầu thêm thì mình phải lên thêm thôi. Ok nhá. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với mọi người về chiếc Mac Mini 2023. Nếu mọi người có quan điểm gì, hãy để lại bên dưới phần comment nhá. Và nếu mọi người muốn mua Mac Mini 2023, có thể liên hệ ngay với Mac One. Mac One đang có rất nhiều hàng cho Mac Mini 2023 đấy. Rất chờ mọi người đến và bake nó về thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.